Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm qua máy bị hư nè. Hôm qua máy bị hư cho nên mình bảo trì nó, mình đi sửa đó. Đêm mà sửa cho nên qua không up được cái video nào luôn. Đậu xanh nó xui. Ok, thì hôm nay mình vô cái bắt đầu mình gặp cái hội võ thiên hạ cái mình chơi luôn rồi. Thì đợt này nó ra con Quách Gia nè. Đó, kỳ tán Quách Gia. Bắt đầu lịch đấu. Tôi chưa tìm hiểu xong Quách Gia luôn. Bây giờ anh em mình cùng nhau tìm hiểu Quách Gia chứ. Để coi con Quách Gia này ổn không. Con này là dạng cái dạng quần què gì sao tôi không thấy gì trơn vậy. Phải nó để bên này là hỗ trợ hay là gì chứ anh em, đúng không? Tại sao nó không để gì hết vậy? Hay tôi thấy dòng này cũng ok rồi đó. Hỗ trợ quay, hỗ trợ khống chế đây nè. Tại mình bấm lộn bên đó. Hỗ trợ khống chế Quách Gia. Rồi, gây cho hai địch ngẫu nhiên 210 sát thương pháp thực, khiến 60% mục tiêu bị ngôn chú. Ngôn chú biến mục tiêu thành người gươm, bắt đầu mới được như gì? Không thể hành động, đồng thời sát thương trực tiếp mục tiêu phải chịu tăng 48%, sát thương gián tiếp tăng 16%, duy trì một lượt, không thể cộng dồn. Là cái này chỉ duy trì một lượt thôi nè. Lượt sau là coi như là không dùng chiêu, coi như đứng hình đó. Rồi, nếu mà cái này là bên hén nha. Đầu tiên là nó nằm bên hén, mình đang bấm bên hén nè. Bên hén khi bị tấn công 25% kẻ tấn công bị ngôn chú. Rồi gì này có thể đứng im nó vẫn bị ngôn chú bình thường mà, ngon ha. Cái này giống kiểu du cát á đều. Nếu trong lượt bị cùng một tướng tấn công nhiều lần, mỗi lần bị tấn công sẽ khiến tướng tấn công mình tăng lên. Trời 25%. Gì khoan, mỗi lần bị tấn công sẽ khiến tướng tấn công mình tăng 25% xác suất bị ngôn chú. Rồi ok, qua bây giờ tới qua bên di kế luôn nè. Con diêu cát này nó gì lộn con Quách Gia này lên tới di kế luôn nè. Khi chịu sát thương chí mạng, giữ lại 1 HP và giảm miễn 100% sát thương trực tiếp và gián tiếp bản thân phải chịu dư ga. Phải mỗi lượt tối đa kích hoạt một kích hoạt ít lần chứ chưa tính bao nhiêu lần nữa, ít lần thôi. Ít là số người phe ta trên trận bao gồm võ tướng cùng phe bản thân đủ 7-8 lần vậy ha, ví dụ vậy. Rồi cái hàng binh nó thì được ngôn chú luôn nè, di kế nè, có phi thằng ba mới ngon nè. Khi kích hoạt di kế, kỳ tá Quách Gia hành động thêm cái gì tên gì trời, kỳ tá Quách Gia hành động thêm một lần đó và di chuyển 40% giảm sát thương trực tiếp và gián tiếp đu dội ra mà hắn phải chịu đâu thành sát thương gián tiếp chia đều cho tất cả ngôn chú mục tiêu của địch. Đâu mỗi kẻ địch có một ngôn chú chỉ mục tiêu. Hiệu quả của sự chuyện này gì? Cái gì? Hiệu quả của sự chuyển này tôi tưởng là sự chuyện này chứ. Sự chuyển này sẽ tăng thêm 10%. Con này nó gối quá anh em, nó nhiều thứ gối quá ha. Ok, bây giờ cái này nó có sát thương chưa một lệnh cao nè. Mình có con Gia Ngương nè. Bây giờ mà lấy con Gia Ngương là toan luôn nè. Nhưng mà mình thấy đi với lại cái con Lưu Linh thì nó ngon lắm nè. Cái con Quách Gia đi với Lưu Linh là đúng bài luôn anh em. Đam trực tiếp, đam gián tiếp nó dữ lắm. Chế độ này thôi nha. Nhưng bên build team là chưa biết à. Trời ơi là trời, cấm đen Tào Tháo hổ một phim cánh nè. Thanh Long rồi lệnh năng sát thương của ải bá cần cái thôi mà hỗ trợ chiêu mộ lệnh thường. Trời ơi thử ai tài ơi, tưởng gì với đây nè, vô đây nè, chơi nè. Trời ơi lại đóng nguyên rồi bạn sai rồi. Mình sẽ chơi cái kiểu này thử nha. Thôi cho con Quách Gia mình ấy đi cho nó thành ngô nhẹ cái cho vui ha. Mày giấu luôn hả? Trời ơi tao cho Quách Gia chết luôn. Đã quy gánh hết. Ô lộn con Lưu Linh rồi gánh hết một thằng. Sao mà đỡ được? Đỡ làm sao được? đỡ làm sao được. Thế rồi nó thấy nó đâu có chết đâu, nó kích hoạt cái quỷ đó lên nó không chết, thấy không, nó lại không chết nữa, thấy không, nó kích hoạt 3 lần vậy lận mà hết rồi nè. Ôi còn nữa hả? Thánh thằng ấy, nó kích hoạt cái di kế lên hoài luôn kìa anh em. Ngôn chú di kế gì tà le tét nét cho cả di khá gì. Ui trời, con điên với con Quách Gia gì. Ok, tao tưởng mày kích hoạt nữa chứ. À, ơi khoan anh em, mày hồi nãy thì sao á? Ôi khoan nha. Ít là số người phe ta trên trận bao gồm võ tướng cùng phe thăng, cùng phe với bản thân. Là 3-4 lần thôi anh em, nó nhiều thế nha. Lệnh cầu nguyện tối sinh tồn, bạch thổ chiêu bộ lệnh. Cầu nguyện tối sinh tồn thì mấy cẩm nang bút 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 làm gì đâu ta, đúng không? Mà cái đó đưa cho con Quách Gia nó xài cũng hồi máu cũng nhiều trong chế độ này lắm. Thục, vậy thì chúng ta sẽ lấy con thục gì chứ? Lấy quay một cạnh cho nó trâu không? Anh em nghĩ sao? Lấy hoàng Nguyệt Anh nhẹ không? Rồi bên này chỉ là con bạch hổ thôi. Chơi bà nó bạch hổ đi, dù gì mình cũng win tiếp rồi. Cái tem này mình mạnh lắm chứ đừng đùa à. Tem mình mạnh lắm anh em. Rồi tôi thấy chết mẹ rồi Toán ơi. Không ơi, thằng này em để tiểu thượng đầu tiên dễ gì đó, để thứ hai anh em thôi, cho Hán đi. Tôi biết mà. Ê nè, mày thích không? Mày vậy thì tao gì? Đó, nó để gì thì mình để gì anh em. Trời ơi, chơi không, chơi mấy luôn có lục châu luôn rồi tờ. Ghê quá. Trời ơi, cho mày giết tôi luôn á. Đây nè, lo rung nè các em. Một sự kết hợp hoàn hảo. Rồi tới con kia đó, bắt tử đi mày, bắt tiếp đi mày. Đúng là con Quách Gia bên Hán mạnh quá anh em. Quách Gia đi dưới này là 2 thằng nó chiền ngữ giáp ha, thì thôi nhé luôn ạ. Vô võ tướng chiêu lệnh cao khổng nghi điếu thiền. Trời ơi, lệnh cao là nhiều con ngon lắm anh em, có thể chơi lục châu nè. Phải lấy chứ, kèm lên cái tem này mà không có lục châu sao chơi, điêu xuồng khỏi luôn. Con Quách Gia của mình là độ nhiều dữ lắm rồi. Cẩm nang nè, đó bây giờ cẩm nang mới quan trọng. Tiến thôi ngọc không anh em, hay né tránh ngọc. Bây giờ cho thủ rồi, chơi công đi ha. Tiến thối đi, quýnh là đấm vô một cái là chỉ có dính đam và dính đam thôi, sao mà đỡ được. Giật Tiến thối sớm luôn anh em ơi. Kiểu này mình win 10 game rồi, sao mà đỡ được. Đồ không có Tào Tháo nha, không có Tào Tháo nha. Đây nè, không có Tào Tháo nha, là tem tôi là không ngán đâu. Ông này chơi con ngô nữa à. Xó, vậy đi, xó khiên nhẹ cái, đúng rồi, xó khiên nữa. Vừa lấy lục châu về gặp đúng ngàn thái sư tử, nhưng không sao. 3 cái đồ quỷ đó mà nhầm cái gì, sao mà đỡ cho được, đỡ làm sao mà được. Sao đau kinh quá nè. Rồi sao đâu cái con Quách Gia nó ảo quá Canada, nó quýnh chích queo cái kia luôn. Cầm cái tiếng nói ngọc. Anh những tiếng nói ngọc nó không hỗ trợ cho Quách Gia thì phải. Nhưng mà tôi thấy nó cứ tào lao. Rồi, lệnh cùng Yên Cẩm Đen sát thương nè, chiến mã thường nè, Ngô tướng chiêu mộ lệnh cao nè. Game ảo ma lịch sự. Cẩm Đen sát thương nè. Quyết chiến không anh em? Cái con Lưu Linh này quyết chiến là khá là ngon ấy, nhưng mà tôi thấy chơi con chiến mã ngon hơn. Ok, mình chỉ cần Tào Tháo với cái tiếng thói thôi. Mới vòng 3 mà bắt đầu tới vòng 4 nè. Ông gì chưa gì què chứ là biếu 8 rồi hả? Trời ơi. Tử thượng để đầu hay để thứ hai? Nói. Vậy đi. Vậy thì để vậy luôn. Giữ luôn. Quách gia bên Ngô không mạnh bằng bên Hán nè. Bên Hán nó bắt. Cái Quách được phát gì vậy? Sao mà tự nhiên tử thượng nó quýnh trước con Tiểu Kiều cô luôn? Rồi xong thua luôn trận này luôn. Tào lao chứ. Đủ phiên bản này chưa có tốc độ nữa hả trời? Tử thượng nó quýnh trước Tiểu Kiều tôi nghe không? Chưa chắc ăn bao lâu cái thằng Long Dịch rồi chưa chết đâu còn nữa đó. Ừ cay nhờ, tôi biết đúng trước con Tiểu Kiều tôi đâu để Tiểu Kiều số 1 làm gì, nghe không thấy phí được đánh đâu. Trong cái chế độ này mà còn chơi tốc độ nữa trời chén thì thôi chứ. Ông này tem gì mà thắng 3 game hả? Ớn à. Tính ra con lục châu của tôi không có tác dụng gì luôn à. Hình như tự nhiên mình lấy ngựa gì nó chạy qua phiên bản tốc độ á, không em? Đúng là phiên bản này không có chơi, không nên chơi tốc độ. Chơi vậy là đẹp rồi. Rồi hết độ luôn. Tu la rồi mày tu la. Mày nghĩ con Quách Gia Hán mày có thể căng hết. Trời ơi. Bút nè. Con quỷ con Quách Gia nó trừ nộ ghê quá. Vô. Mày vô. Mày khả di khả dĩ gì đi. Nó phải đúng cái logic gì nè. Sao hồi nãy giờ mình không được quýnh trước nè. Nếu thêm nữa mình quýnh trước rồi bên kia nó tẩu quả nhập ma với mình liền. Nó kích hoạt cái đó liên tục ha. Thôi nhưng mà em non rồi. Vô hay cái lựa chọn sinh tồn vô mộ lệnh cao. Phụng nghi điêu xuồng. Điêu xuồng chứ sao nữa. Sinh tồn siêu mộ lệnh cao giờ chỉ còn mỗi tương quán với qua đà đồ này kia các bạn đi. Cười mía lắm. Bạch trạch. Ước quyền Cẩm Nang thường. Thiếu nộ tôi thấy Tiểu Kiều thiếu nộ đúng không? Thiếu thì cho mày thêm Cẩm Nang Quang Vũ nữa nè mày. Rồi từ từ để mình ship cái trận hình nhẹ cái. Thú đạo cũ. Ô bài trận nằm đâu đây nè. Ừ. Con điêu xuồng này con lục châu nằm số 6 là đúng rồi. Rồi lên đây cho em. Đỡ đam đi. Còn nhiều dưới anh vài thiên la địa võng mình chơi từ đó sau á. Tên gì đây? À đồ cái này em build 6, build 8 vậy ha. Trời ơi, tôi sợ nhất biết gì không? Tôi sợ mở dần lọc vãi nồi ra. Bạch trạch bay con Lưu Linh tôi rồi. Được, mày bay Lưu Linh tao là mày thấy hợp lý mày đó. Tại tôi có một con đâm chính rồi anh em. Lý tú rồi nữa chứ. Rồi nó bay luôn rồi kìa. Rồi Tiểu Kiều đứng luôn vậy. Sao mà đỡ được. Hết nộ hết chiều. Hết nộ hết trơn. Dẫn mặt đi xuồng tôi chạy. Đứng im. Nhất dương chỉ. Sao mà đỡ được. Đứng im. Nhất dương chỉ. Win mới vô làm yếu tim quá. Sao cuối cùng nó cũng thua mình đấy em ơi. Sao mà đỡ cho được. Ok ok. Đang những trận gây cắn sắp tới rồi anh em. Lệnh quyện cũng đang sát thương nè. Cũng đang sát thương thì mình giờ đang thiếu đam quá. Sao tôi cảm giác cái mùa này con lục châu nó yếu quá anh em ơi. Nó dễ chết vãi luôn á. Mấy ý mùa trước thì lục châu nó còn bả bá xíu á. Mùa này lục châu yếu xìu. Hình như là nó không có khả năng tạo nhiều ngữ luôn thì phải. Tôi nhớ là mùa rồi tôi còn chơi con ngang quan ngang bình thì con lục châu nó vẫn còn bút thì khá là ghê. Hay là cái mùa này do đam của nó ghê quá. Thiệt tôi cảm giác mùa này đam nó nhiều khủng khiếp luôn. Ý là con Quách Gia hỗ trợ mà nó đam nó kiểu gì á. Đấm mấy nội chịu không nổi luôn mà. Với gì làm sao lục châu sống được 3 lượt. Đó là ngon. Ông máy nó gì đây? Đôn Hoàng Duyên tháng 5 thua 2 thì làm sao mà máy được, đúng không? Một trận hiếm hoi mà mình được đứng mà gọi là đầu, mình đầu này nè. Đánh trước nãy giờ toàn là đánh sau không á. Mọi thấy á, Tiểu Kiều để người trước nó bị biến hình người gom á, nó không chơi được. Hai thằng đi nè. Cái này là máy hay gì á? Máy phải không? Hai thằng ra đi. Đứng im. Máy chắc luôn. Tại tiệp chặn lâu lâu tôi nghi nghi rồi. Kệ, càng tốt. Sát thương chiêu mộ lệnh cao. Giờ còn què gì đâu. Mình đang thiếu con sát thương đúng không? Thôi lấy Văn Ương Đại đi. Ủa? Sát thương chiêu mộ lệnh cao. Ừ, phải có Văn Ương nè. Mình lấy Đại đi ha. Tào Phi Hán. Có nên không anh em? Giờ đem Tào Phi Hán Đại vô đi ha. Nó có gặp thằng nào mà hát tung hay này kia được ha. Hát tung mình xong Tào Phi ra định đấm cái là lụm tiền thôi không? Hợp lý chưa? Hợp lý liền. Cái gì chứ phiên bản này Tào Phi Hán vẫn chơi bình thường. Rồi. Cấm nang túi sinh tồn nè, lục châu. Lấy Đại ra lục châu đi chứ giờ không có cái gì ngon hơn nữa anh em. Không có cái gì ngon hơn tương ốc ngọc. Cái hào hiệp ngọc cũng có miếng ngự nhưng miếng nộ gì cho đồng đội. Hào hiệp ngọc thì được hai thằng xài nè, Tiểu Kiều với lại con ấy nó xài luôn. Con gì Lưu Linh. Tương ốc ngọc thì ngục cho nó bút được nhiều hơn mà vấn đề được sống không để bút. Vậy đi. Tây tính sao mấy hỗ trợ quỷ đó đi. Phiên bản này Tào Phi Hán vẫn chơi ok lắm. Ở trong cái chế độ này chứ lộn. Máy nữa hả? Cái này không phải máy nha, nhất quyết không phải là máy nha. Hứa luôn không phải là máy. Tôi không tính, tôi tính xây qua ngô. Tôi đang suy nghĩ, tôi đang tính xây qua ngô. Nhưng mà bây giờ con quỷ Quách Gia để đầu tiên nè, nó quýnh cái biến thành người gom hoặc là bị đứng im nè. À, rồi nó bay rồi. Mà giết tao nhiều lên một chút xíu. Giết hết luôn càng tốt nghe không? Cổ linh nữ. Nó không giết được mình anh em ơi. Tem nó hơi yếu rồi. Không phải tầm này mình cũng khá là trâu rồi. À, nó trừ nộ mình kinh dị quá. Bị đứng hình hết trơn. Tào Phi bị đứng hình luôn. À, nó nhức Dương Chỉ ghê quá. Chết mẹ này. Cũng may là Quách Gia nó không chết anh em, chứ Quách Gia mà chết là đợi đi với nó rồi. Rồi lại đứng nữa. Bà nội mẹ nó đem Tào Phi Hán vô gặp ngay con quỷ điên này. Rồi xong. Né ừ. Mày no. Mày đứng im hết cho tao. Mày đứng im rồi, Võ Thánh hết nộ luôn rồi. Chỉ có đứng im chờ mình giết thôi anh em. Mà chết mẹ Lưu Linh này còn đâu. Con Lưu Linh á, Lưu Linh nó không bị khống chế, không bị gì vẫn ngon. Kìa kìa, gần của Tào Phi nó gõ cái một cuốn gần chết. Mình có cái điêu xuồng anh em yên tâm. Ừ. Coi thằng Quách Gia nào ghê. Coi thằng Quách Gia nào ghê. À, nhưng mà bây giờ vấn đề nằm ở chỗ 8 lượt rồi. Ngon rồi, ngon rồi. Mình có nộ bên kia nó không có nộ đâu. Còn Lưu Linh ngon quá, tiện chết Lưu Linh sớm quá. Tại là tài 11 cây ngự giáp. Thua anh em, thua tướng rồi. Chết con á. Tào Phi yếu. Cày thế nha. Ở Võ Thánh và nó gõ đau ghê thiệt. Không gõ đau là chết với mình thôi, hoài. Hoài là mình thua. Mình vẫn còn một cơ hội cuối cùng. Chú biết hát tung là hát tung ngon, hát tung xuống nó bị thằng quỷ kia nó dán cái chú kìa. Thằng quỷ Quách Gia dán cái chú cái đứng im xong lượt sau dán thêm cái chú nữa. Dán thêm cái chú nữa, bắt đầu đứng im cái nữa. Cái lượt sau hết mẹ nó nộ rồi, có quánh đi chăng nữa cũng đâu có chi kích đâu. Cuộc sống mà. Bà mẹ nó cái kiểu này Quách Gia mình phải qua tắng nữa nè. Thiệt. Quách Gia nó hơi qua tắng, nó có hiệu ứng sẵn. À, bạn điêu đem cơ bản. Được. Hợp lý. Cái combo này hợp lý ha. Tính ra con này mệt hổ với con Quách Gia ba cái cộng lại thôi, ba chế độ này bá vậy. Nhưng mà tầm này ai cũng mạnh hết rồi. Chết mẹ quýnh hụt luôn rồi. Trời ơi quýnh không xói gãy khiên rồi. Ừ phải xói khiên đó. Ừ mới quật nó là ừ. Trời xong con này là thấy chịu không nổi gì rồi. Con này no. Giờ chỉ biết đứng như mình quýnh thôi anh em. Anh em mình hồi nãy ông kia là do ổng kiểu quýt chết Lưu Linh là ổng hên á, chứ con Lưu Linh là đấm chịu không nổi đâu. Mẹ ơi đỡ gì nổi mà đỡ. Quen vũ lệnh à, lệnh quỵ cũng đang sát thương nữa hả? Sát thương chưa một lệnh thường thôi khỏi đi. Lệnh còn quen cũng đang sát thương thì chúng ta lấy cái điểm vi bút cho toàn tim thì phải được không? Chắc mình nghĩ được mà. Tham Lan làm gì đâu, lấy Tham Lan điển vi đi cho thằng Lục Châu nó hút cũng nhiều hơn. Quách Gia hay gì cũng có miếng đam tên mình giờ không còn e ngại về vấn đề nộ nữa. Chết mẹ hơn mình ba thằng nữ kệ, về bỏ phế luôn con đi bây giờ tôi bỏ phế con Kiều luôn. Con Kiều nó muốn chết sống như cả nó đi. Cái game này không chơi được Tiểu Kiều anh em. À, bên kia có Đại Kiều à. Đại Kiều này thì Đại Kiều với tao hả mày? Đại Kiều hả mày? Tào Phi đứng im luôn đó mày. Sao? Hổ phục lại nghi. Đấm lên cái. Đấm lên cái nữa. Đấm lên cái nữa. Mấy ba cái thôi sao? Bút cái khiên cho anh cái. Chết ngắt Lục Châu Anh luôn cái. Chết luôn Lưu Linh cái. Còn Tào Phi nha. Mày giận mặt với Tào Phi Mr. Simimisi. Nãy giờ mình chơi tốc độ hơi cao đó. Nhưng mà mình thấy cao vậy nó nhanh chứ giờ mình coi chậm chậm là chết. Đá ngọt sinh tồn. Lậm. Hấp tinh liền không nói nhiều. Lên cái Nguyễn cấm nang cao. Lâu lắm mới thấy em đây. Lâu lắm mới thấy em đây. Bây giờ có tướng ngon lấy không có tướng ngon thôi. À, lấy cái bàn thạch ngọc cái. Sao giờ không cập nhật cái năng mới vô đây ta? Giảm sát thương gián tiếp đó. Rồi giảm gián tiếp mớ rồi cũng được rồi. Bàn thạch này cũng giảm được mớ là được rồi. Mới thấy à. Ủa lại đánh sao nữa à? Đù mấy toàn đánh sao ta? Chơi game cái gì mà đánh sao không biết nữa. Nó cho Tào Phi lên trên nguy hiểm quá. Chưa kịp không biết. Tào Phi lên trên nguy hiểm phải nào. Biết sao không? Sợ nó hết nội luôn gì. Bút đĩa thiên rồi. Đẹp. Đúng rồi con Tiểu Kiều nó chết là đẹp rồi. Tào Phi sao mà đỡ được. Đỡ cái kiểu gì mà được. Thôi á đầu má. Tôi biết mà tôi nghi rồi. Để con này lên trên đầu là thấy không ổn rồi anh em. Tôi để dưới là được rồi. Tôi sửa không kịp đó. Để Tào Phi dưới là còn chơi được rồi. Đi xuồng đâu chết được đâu. Rồi à, chưa nha. Chưa. Trời ơi bên kia không có bút máu ông nội mẹ ơi. Chưa nha. Chưa có bút. Bên kia không có bút máu là thiệt. Ba Phương chưa phải là Tết đâu. Nó chết mẹ to. Ê ê. Tự nhiên Quách Gia điên điên nó đấm mình cái. Đứng im con Quách Gia mình đó chứ. Ừ né là mày no rồi con. Chết mẹ nữa rồi. Nhưng bút. Đừng chết em ơi. Đừng né nữa. Chơi game mà né. Thời con Dương Cô mày quýnh 30 cái luôn. Cho quýnh nữa đó. Quýnh đi. Tiếp mày. Tiếp đi. Sao đứng im mày. Riêng cái con Dương Cổ này thì quýnh tới sáng luôn. Chưa chết cái con Quách Gia nữa. Chết queo bây giờ nè. Tôi gắng giết được con Lưu Linh với thầy con Dương Cổ là win nè anh em. Chính lừa ra. Dương Xuân sao mày đứng im vậy. Một con Dương Cổ nè. Quách Gia này sắp đi luôn nè. Đi xuống dùng chiêu rồi nè. Trời mày quýnh tới sáng. Mày hiểu không. Ok phải là con Quách Gia thì nó không chết rồi. Đó giờ team mình chỉ quýnh với bên kia đứng rồi xong rồi. Nó đứng nó mới mệt đó chứ. Còn 8 lượt thôi gán lên Quách Gia ơi. Gán lên Quách Gia ơi. Trời ơi quýnh né không gì nè. Đừng có né nữa Quách Gia ơi. 7 lượt không Quách Gia ơi. Thánh thằng ô là trời. Quýnh vô con Lưu Linh giùm tao cái coi. Không được rồi. Nó sắp chết hết rồi. Quách Gia ơi cố lên. Cô lên Quách Gia. Cô lên Quách Gia. Cô lên. Sao quýnh ngay con động chết hoài. Tao chán mày lắm rồi. Quách Gia ơi cố lên. Cô lên Quách Gia ơi. Phải vậy đó. mày rồi xong đóng giác chết nữa thì sao mà đỡ được, đỡ kiểu gì được. Win anh em, win đó. Bắt đầu lên nguyện cẩm đen cao hả? Này đá là ngon, cẩm đen cũng được, né tránh ngọc là hợp lý luôn nè, né tránh ngọc là hợp lý nè. Giờ cần né tránh giữ mà giữ dằn lại. Hình như trận này trận gần cuối hả anh em, trận gần cuối rồi không? Đó, có thêm cái viên mà hấp tinh nữa, ô lộn viên ngăn xương nữa thì thôi chứ. Tem châu thì thôi nhé luôn em. Rồi thêm mộc phong cái nữa. Giờ cần hai viên đó thôi, giờ không cần gì nữa. Tướng đôi khi cũng cần nhưng mà không có không sao. Cần con hứa chữ nữa đẹp. Bỏ một Tiểu Kiều ra cho nó đỡ hàng trước. Cho Quách Gia với Hứa Chử đứng hàng trước là chậm luôn á. Cái meta này là cái meta Võ Thánh Phò Mệnh 6 gặp Quách Gia này hơi ngán. Ừ, gặp máy rồi nè, gặp máy rồi nè, đậu xanh đúng không? 9 chặn mình được tiên thủ luôn nè, máy luôn nè, trời ơi win 10 chặn luôn nè, tào lao luôn nè. Nè rút kinh nghiệm là để gì nè. Rồi tên con này win chắc rồi, con này hết đường đỡ. Không cứu nổi. Cướp một thằng, hai thằng, rồi nguyên tem luôn. Cái kiểu này chết mà còn đóng nộ, cái này 60 độ Tào Phi dính. Ok win 10 game anh em. Trời ơi cái chế độ Quách Gia Hán này nó phê anh em ơi, thiệt. Cái chế độ bữa giờ sau bao nhiêu con tướng ra bây giờ chỉ có mỗi Quách Gia Hán là chơi thấy hợp lý. Nó có nhiều cái mà khống chế đồ này nọ các kiểu này. Quách Gia đúng vẫn là tên Quách Gia, từ tướng đỏ cho tới tướng Hán vẫn rất là ok. Này để khắc chế con Võ Thánh Phò Mệnh 6 cũng hợp lý lắm nè. Nó có thể bị đứng không cho con Võ Thánh chơi nữa đó, kiểu kiểu vậy. Rồi thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Chúc anh em xem video vui vẻ. Bye bye anh em.